Kính thưa quý vị, chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Bà Hảo xin trân trọng kính chào tái ngộ cùng với quý khán thính giả, quý đồng đạo khắp nơi trên băng tần 57.7 của Đài Lý Đô Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi xin mời quý vị tham khảo về đề tài Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng nhân kỷ niệm Ngày thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng qua phần tìm hiểu và trích lục của Lê Yến Dung. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 9 âm lịch, ngày này năm xưa cách đây đúng 70 năm, Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng còn được gọi tắt là Dân Xã Đảng, là một đảng chính trị hoạt động ở miền Nam Việt Nam do sự đoàn kết giữa những đoàn thể ái quốc, kháng chiến cần lao, tôn giáo và chính trị. Thành lập vào ngày 21 tháng 9 năm 1946, trải dài tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kính thưa quý vị, sau khi Pháp tái chiếm miền Nam, Đức Huỳnh Giáo Chủ với sự tham gia của một số nhà trí thức như Nguyễn Văn Xanh, Nguyễn Hoàng Bích, Trần Văn Ân nhằm tạo tiếng nói chính trị cho Phật giáo Hòa Hảo với lập trường chống Pháp lấy tên là Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Với một bản tuyên ngôn Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng do Đức Huỳnh thủ lãnh công bố ngày 21 tháng 9 năm 1946. Vài ngày trước khi công bố, Đức Huỳnh Giáo Chủ kêu gọi một số tín đồ tín cẩn từ khắp nơi và Ngài bảo rằng: Một, vì tình thế nước nhà, nếu Thầy đem đạo Phật giáo ra Hòa Hảo ra tranh đấu thì không thích hợp, vì đạo thì lo tu hành chân chất nên Thầy phải tổ chức đảng chính trị mới thích ứng nhu cầu cần thiết của nước nhà. Hai, các nhà ái quốc chân chính trong nước mặc dầu nhận Thầy là một nhà ái quốc nhưng không thể cùng hiệp chung với Thầy dưới danh nghĩa mối đạo Phật giáo Hòa Hảo để lo việc quốc gia. Bởi lẽ anh em ấy không thể tu hành như mình, hoặc giả đã có đạo rồi thì không thể nào bỏ đạo mà quy y theo Phật giáo Hòa Hảo. Vì vậy Thầy phải tổ chức chánh đảng mà thôi, còn tôn giáo thì riêng ai nấy giữ. Ba, vậy tất cả các anh em tín đồ, nếu thấy mình còn nặng nợ với non sông tổ quốc, thương nước, thương dân, hãy tham gia đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Đây là phương tiện để anh em hành xử tứ ân. Ba điểm trên đây là những lời giải thích của Đức Huỳnh Giáo Chủ để cho tín đồ của Ngài biết rõ lý do tại sao Ngài thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Về nguyên lý thì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiểu rõ từ căn bản giáo lý tứ đại trọng ân để tích cực đền đáp ân đất nước và đồng bào. Đức Thầy cũng dạy ráng nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghiêng nghèo và làm cho được trở nên cường thạnh, ráng cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị, bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu thì ta mới ấm. Hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở, thẳng như không đủ tài lực đảm đơn việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải ráng tránh, đừng làm việc gì sơ suất đến đổi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đồng bào ta và ta cùng chung một chủng tộc, cùng một nòi giống roi truyền, cùng có những trang lịch sử vẻ vang oanh liệt, cùng tương trợ lẫn nhau trong cơn nguy biến, cùng chung phận sự đào tạo một tương lai rực rỡ trong bước tiền đồ của giang sơn đất nước. Đồng bào ta và ta có một liên quan mật thiết, không thể rời nhau, chẳng thể chia nhau, và chẳng khi nào có ta mà không có đồng bào, hay có đồng bào mà không có ta. Thế nên ta phải ráng giúp đỡ họ, hầu đền đáp cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một. Với tôn chỉ và chủ xướng một lúc ba cuộc cách mạng tôn giáo, cách mạng giải phóng dân tộc
cách mạng chính trị xã hội. Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, một đảng quốc gia tranh thủ sự tự chủ hoàn toàn của dân tộc, củng cố nền độc lập quốc gia và cấu tạo xã hội Việt Nam mới. Sở dĩ đảng đặt vấn đề độc lập quốc gia trước các vấn đề khác là vì: một, trên lập trường quốc tế, nước Việt Nam có được độc lập, dân tộc Việt Nam mới được sống bình đẳng với dân tộc khác. Dân tộc bình đẳng nhau mới chủ trương được dân tộc hiệp lực, mới kiến thiết được hòa bình xác thực cho thế giới. Hai, dân tộc Việt Nam được tự chủ và mạnh mới tránh khỏi sự chi phối của đế quốc chủ nghĩa để thi hành một cách có hiệu quả những biện pháp chính trị và kinh tế đem lại hạnh phúc cho tầng lớp dân chúng. Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng là một đảng dân chủ, chủ trương thực thi triệt để nguyên tắc chính trị của chủ nghĩa dân chủ, chủ quyền ở nơi toàn thể nhân dân. Đã chủ trương toàn dân chính trị, thế tất đảng chống độc tài bất cứ hình thức nào. Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng là một đảng cách mạng xã hội, chủ trương tổ chức nền kinh tế theo nguyên tắc chủ nghĩa xã hội, không để giai cấp mạnh cướp công quả của giai cấp yếu, làm cho mọi người đều được hưởng phúc lợi cân xứng với tài năng và việc làm của mình. Những người tàn tật, yếu đuối thì được nuôi dưỡng đầy đủ. Đặc điểm của Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng là trong giai đoạn hiện tại không chủ trương giai cấp đấu tranh giữa dân tộc Việt Nam, vì lẽ ở xã hội Việt Nam hiện thời trên 80 năm bị trị, chỉ có một giai cấp bị tư bản thực dân bóc lột. Muốn tránh khỏi giai cấp đấu tranh về sau, thì sự cấu tạo xã hội Việt Nam mới phải căn cứ nơi những yếu tố không cho sanh trưởng giai cấp bóc lột và chỉ trợ trưởng một giai cấp một, tức là giai cấp sanh sản. Đường lối và lịch trình mục tiêu của Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng như sau. Về chính trị: A. Đối ngoại. Căn cứ vào chính sách của Liên Hiệp Quốc và sự bảo vệ chung của nền hòa bình cộng tác với các dân tộc khác trên lập trường tự do và bình đẳng, tranh đấu giải phóng dân tộc, đem lại độc lập cho nước nhà, thừa nhận quyền dân tộc tự quyết của các dân tộc dược tiểu, đoàn kết với các dân tộc ấy để chống đế quốc xâm lăng. Phần B về đối ngoại. Nước Việt Nam, ba miền Trung Nam Bắc, củng cố chánh thể dân chủ cộng hòa bằng cách đảm bảo tự do dân chủ cho toàn dân, ủng hộ chính phủ trung ương về mặt tranh thủ thống nhất và độc lập, liên hiệp với các đảng phái để chống quả thực dân, chủ trương toàn dân chính trị, chống độc tài bất cứ hình thức nào. C. Về kinh tế. Nguyên tắc chung: trọng quyền tự hữu tài sản đến một độ không có hại đến đời sống công cộng, dự bị một phần xí nghiệp quốc gia, một phần tự do tư nhân và ngoại kiều, thi hành những biện pháp không cho bóc lột công nhân. Về nông nghiệp: di dân để mở đất quan, lập đồn điền quốc gia, lập làng kiểu mẫu theo chủ nghĩa xã hội đồn điền, mua lại đồn điền bị tập trung quá độ để bán lại cho nông dân hoặc để cho quốc gia, lập bình dân ngân quỹ và lập hợp tác xã sản xuất để giúp nông dân mua dụng cụ và máy móc, cài, gặt, vận tải, hợp tác xã để tránh nạn trung gian, phổ thông khoa học để gia tăng sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy lợi, lâm sản. Về công nghệ, mở mang khí cụ cần thiết cho sự khuếch trương nền kinh tế quốc gia, lần lượt phát triển kỹ nghệ cần yếu bắt đầu từ kỹ nghệ nhẹ. Về thương mại, lập hợp tác xã tiêu thụ, bán vật dụng cần thiết từ thành thị đến thôn quê.
về tài chánh, lập ngân hàng quốc gia, và về xã hội, bài trừ thuốc phiện, rượu mạnh, cờ bạc, mãi dâm, tham ô, thi hành triệt để luật xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của dân cài và thầy thợ bằng cách mở thật nhiều cơ quan y tế, giáo dục, cứu tế, nhà bảo sanh, ấu trĩ viện, nhà dưỡng lão, nhà thương, trường học, nhà hát bóng, làm cho dân cài cũng được hưởng những ích lợi của khoa học như thầy thợ ở đô thị. Về văn hóa, bài trừ văn hóa nô lệ, sơ học, tiểu học được cưỡng bách và không học phí.